Rồi chuẩn bị. Máy. Ba, hai, một, bắt đầu. Cô giáo bảo mày không thích học hành tử tế thì tao đem đốt hết. Mày thích vẽ thì vẽ. Mẹ, mẹ đừng thế mà. Có gì thì mẹ bảo ban em ạ. Tao đầu tắt mặt tối, nuôi mày ăn học đàng hoàng. Mày không thích học thì mày đi mà vẽ đi. Đi đi, đi luôn đi. Vân, mày cũng muốn cho mẹ mày sống không à? Mày có biết vì sao mà bố mày mất không? Mày không thích học hành tử tế thì tao đem đốt hết. Mày tha hồ mà vẽ. Úi mẹ, mẹ đừng như thế. Có gì mẹ cứ bảo ban em ạ. Tao đầu tắt mặt tối, nuôi mày ăn học đàng hoàng. Mà mày thích vẽ, mày thích vẽ thì đi đi, đi luôn đi. Ôi mẹ. Vân, mày có muốn cho mẹ mày sống nữa không ạ? Mày có biết vì sao mà bố mày mất không? Thì con sẽ không vẽ nữa. Được chứ gì. Chị ơi, chị cho em nhận lại con bé chị nhá. Chị đi gặp mẹ chị đi. Chị không việc gì phải e ngại tôi đâu. Em có tin em không? Cô bảo tôi phải tin cô thế nào bây giờ?